vô cho thầy Minh Đạo. Chị nói xin lỗi, vậy, em mới là... Thầy ngu đảng, thằng tài giống như lớn rồi. Bây giờ lên trên mạng nói xấu thầy, chị thấy chị có thầy mất dạy không? Chị xem mất dạy quá, mất dạy. Kính thưa cô chú anh chị, hiện tại bây giờ em... tối nay em cũng có mặt tại gần tu viện Sương Minh Đạo. Thì những ngày hôm qua thì cũng có một cái sự việc là một cái người phụ nữ đến tu viện thầy Minh Đạo mà tớ để nhận con. Thì trong cái quy trình đó phải nhận con thì phải đi xét nghiệm ADN, không là phải có giấy tờ chứng cứ là người đứa con đó đúng là con của chị này, thì bên tu viện mới trao lại cho chị này. Nhưng mà chị này không biết chuyện, không đi điện cho những cái kênh khác để lên phần trách thầy, nói thầy thế này thế nọ. Thì thầy thì làm đúng lực. Cái vụ mà hôm qua mà cái con quỷ sứ nó lên nó nói chuyện mà nó vụ ông thầy Minh Đạo mà nuôi con nó, thì lúc mà lên làm giấy xét nghiệm ATM á, là bên cái kênh của là Vũ Chiến á. Dạ. Em biết cái kênh đó không? Biết. Chị cứ bức xúc gì chị cứ chia sẻ đi. Cái kênh của Vũ Chiến lúc trước cũng lên cũng nói tốt về ông thầy Minh Đạo đó. Thì bây giờ em muốn hỏi rõ là bên cái kênh Vũ Chiến mà hôm qua cái con quỷ đó nó lên cái kênh đó, nó nói chuyện với Vũ Chiến đó. Dạ. Anh có số điện thoại của Vũ Chiến không? À, không chị, em không có chơi với mấy người đó. Bây giờ em chỉ có số điện thoại của nó à. Đưa cái kênh này lên cho thằng Vũ Chiến nó biết nó lôi cái con quỷ cháu đó đó. Lôi nó về, biết xin số điện thoại của nó, lôi nó về. Hỏi nó rõ ràng đầu đuôi, kéo nó về chỗ chùa Minh Đạo á. Bắt nó về, nó nói cho nó rõ ràng lên cộng đồng, nói cho rõ ràng. Quang minh trong thầy Minh Đạo. Đủ mẹ nó, nuôi con nó lúc mới có một tháng à. Mà giờ nuôi con nó lớn rồi. Mà bây giờ thầy kêu nó về, đâu phải là thầy biết có người bên cái trường nhân đạo người ta bắt về đâu. Dạ. Giờ người ta phải làm việc xác nhận cho em. Làm gì là do nhà nước người ta bắt cho đâu phải nào ông thầy nào mà bắt. Dạ. Nó lên nó nói là ông thầy bắt. Khốn nạn không? Chị hay tin nuôi con nó đã về. Hello. Hả? Chị hay tin gì chưa? Tu viện Minh Đạo mở cửa lại rồi đó. Rồi chị biết rồi, chị biết hôm qua rồi, chị có coi tối hôm qua giờ rồi. Rồi thầy chuẩn bị là thầy mở cửa là cho đón Phật tử về là ăn tiệc chia tay mấy đứa nữa, chị biết luôn mà. À, chị hay được tin vậy chị mừng không? Mừng chứ. Dạ. Trời ơi, chị coi ông thầy từ lúc mà ông đi từ thiện ở ngoài Gia Lai coi hết luôn á, ngày nào cũng coi á, cũng tội nghiệp. Rồi lúc ông xuống cái chỗ mà chạy mà trẻ bên Phan Thiết gì đó, rồi ông múa hát còn thấy thương ghê. Dạ, hồi chiều tụi em quay ở gần đó đó, có cái chị quán nước kia, chị chia sẻ thấy tội nghiệp ghê luôn. Chị nói mà chị mà có tiền á là chị mua heo quay về cúng ăn mừng để mà thầy tu viện Minh Đạo mở cửa lại á chị. Ừ, nhưng mà anh mở cửa là thầy mở cửa như vậy thôi, chứ bây giờ cũng cầu như cho về cho mở cửa được thường. Nhưng mà nghe thầy kể, thầy nói là sau này thầy về rễ thì cũng mừng. Dạ. Cũng cầu mà có Phật tử mà giúp đỡ cho thầy cũng dạ. Mừng thấy thầy thấy thương quá, coi lúc hổm cái clip mà thấy toàn là khóc không à. Chị ở Vũng Tàu. Chị cũng ở Vũng Tàu ha. Đúng rồi chị. Bữa hôm giờ lại vô Lan chị có về đó có vô gặp thầy. Dạ. Nhưng mà chị tức cái con quỷ cháu nó quá trời luôn. Mẹ nó, bởi vì chị Bảy bao lần nó thấy bà coi bà tức bà chửi đúng rồi. Chị Bảy là chỗ nhà rừng ở đó chị biết mà. Dạ. Bà chửi đúng rồi đó. Bây giờ làm sao mà em lấy lại cái công bằng cho ông thầy, phải kiếm sợ lo cái con quỷ đó đó về. Bắt nó phải xin lỗi thầy, bắt nó đứng lên nó nói cho cộng đồng mạng rõ ràng. Hôm qua nó lên nó nói xấu quá trời nó xấu luôn. Dắt bà lại coi như giáp mặt để mà nói chuyện cho công bằng cho thầy ha. Đúng rồi. Tại vì em là người quang minh, em hay là lấy cái chính nghĩa. Dạ. Thì chị mong rằng em sẽ tìm được nha. Dạ. Rồi vậy thôi, chị chúc cho anh của em là càng ngày càng phát triển.
chị ở Vũng Tàu, đem lại chính nghĩa cho mọi người. Đúng rồi, chị ở Vũng... cho chị giấu tên gần tôi cũng thầy Minh Đạo không chị? Không, chị ở Vũng Tàu, ở ngoài biển Bãi Trước. À, Bãi Trước hả? Em đang Bãi Trước. Em đang ở Bãi Trước nè. Ừ. Ủa, bữa nay không có ghé nhà chị nói chuyện chút được không? Không đâu, tại vì chị đang ra ngoài nói chuyện, sợ trong gia đình nó nghe. Rồi bây giờ là tu viện của thầy Minh Đạo mở cửa rồi, chị có dự định là chừng nào lên gặp thầy không? Tại vì chị nghe anh đang mở cửa nhưng mà chưa biết, chị cũng chưa biết nữa, tại vì chị cũng còn một công việc. Dạ. Không có nào thời gian. Ừ. Dạ, em nghĩ là chắc ngày mai là bà con bà tử hay tin đó, chắc cái ngày. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Dạ. Bây giờ chị cũng cầu cho thầy lúc nào cũng nhiều sức khỏe, Phật tử càng ngày càng đông. Dạ. Rồi, từ đi rồi chúc tên của em càng ngày. Bây giờ là bữa hổm em thấy em vô quay cái clip mà đi tìm cái thằng chó đó, cái thằng chó mà nó xấu mà đem gạo đem đi đó. Chị thấy luôn, chị coi từ đầu luôn mà. Nghĩ sao tới đó quay thầy cho đã rồi tự nhiên lên cái clip nói xấu thầy như vậy hả chị? Mắt tôi bị tính thầy tội nghiệp. Đúng rồi, mà mấy cái kênh đó nó đã, mà mấy cái kênh nó cũng dở quá. Nếu mà đã ủng hộ thầy, nếu mà mấy thằng đó mà nó cứ lên nói xấu mình không nên đưa lên. Dạ. Đúng không? Chị nói đúng không? Dạ đúng rồi. Mình không nên đăng lên đó, mình đã tin tưởng thầy, mình không đăng lên những cái clip xấu đó lên. Mình phải tìm cho ra rõ ràng. Tự nhiên mình đã ủng hộ thương thầy mà lại đăng lên, nó nói xấu thầy mà lại cuối cùng đăng lên clip đó. Cho nó lên nó chữ bây giờ đâu có được. Giống như trong Vũ Chiến mà, Vũ Chiến cũng minh thầy dữ lắm đó. Yeah. Mà cái con quỷ nó đưa đăng nói lên thì cũng đăng lên chi. Mình phải làm cho nó ra rõ, cho ra lẽ. Lôi nó về. Nhỏ này chắc miền Tây á, quỷ này chắc ở miền Tây ở đâu á. Dạ. Thì đúng cái thủ tục như vậy á, thì nếu mà cái người mẹ đó mà có giấy tờ đưa đầy đủ thì thầy chúng đáp ứng không chị? Đúng rồi. Thầy thương không hết mà làm gì, làm tự nhiên mình đã cho hồi đó tới giờ rồi, tự nhiên bây giờ mình hô thầy bắt về làm cái ấy là đâu được, cái đó là do nhà nước chứ phải là do thầy không biết gì hết. Mà lên nói xấu rồi hô không tiền không bạc. Đến mẹ đã bỏ con từ hồi nhỏ đỏ hón một tháng, bây giờ thầy nuôi lớn, bây giờ đó đảo ngược lại nó xấu ta. Dạ. Dạ. Chị thấy không, một người phụ nữ mà sinh con gà tạo ra một đứa con à, không nuôi nổi mà đẩy vô cho thầy Minh Đạo nói nuôi xin lỗi vậy, em giờ thầy nuôi đã ngập tài giống như lớn rồi, bây giờ lên trên mạng nói xấu thầy. Chị thấy có thầy mất dạy không? Chị xem mất dạy quá, mất dạy. Dạ. Chị nói em nghe là thí dụ bây giờ mình không có khả năng mình dỡ thầy thì thôi, mà cái đó là một ngày hai ngày cũng là cái công lao của thầy, thầy có làm xấu gì đâu. Dạ. Mẹ nuôi con không nổi rồi ta nuôi, mà giờ lên nó xấu nó mất dạy. Bây giờ theo như chị đó, chị bức xúc không? Chị gặp cái bà này chị dám hốt. Chị mà gặp cái bà đó chị lên chị đập vô mặt bả luôn, chứ đừng có nói. Sure. Chị mà gặp bả là chị lên chị lôi đầu chị đập luôn á. Dạ đúng em. Thiệt. Bởi vậy bây giờ chị nói một câu là chị nhờ em đã làm chính nghĩa, bây giờ đã như vậy thì em ráng làm sao em lôi con mẹ đó, kiếm mẹ đó ra, kiếm con quỷ đó lôi ra cho cộng đồng mạng biết mặt nó, thứ nhất là nó hai bắt nó về chùa phải nói cho nó rõ ràng. Dạ. Xin lỗi thầy. Phải xin lỗi đúng không? Mẹ không có làm sương sương được. Ừ. Mẹ nó nuôi con nó cửa đó là mất dạy. Dạ. Rồi vậy nha.